Xin chào bà con, thì với clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo động lực cho mình qua những video tiếp theo. Thì với clip này mình hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật tỉa cành và tạo tán cho cây bơ bút. Thì với cây bơ bút á, thì nó luôn cần cái độ thông thoáng và không nên để rập quá. Nếu bà con để rập quá thì nó sẽ không tạo cho cây bơ nó ra bông và cái trái. Nó quá rập thì không có sự tạo hoa được. Thì với clip này á, thì bà con xem tỉa toàn bộ những cành chim, cành nhánh hết. Và những cành nào mà bà con thấy không quan trọng thì tỉa hết để cho cái tán rất là thông thoáng. Và thứ hai mình khuyên bà con này nè, chúng ta không nên để cái bơ bút nó leo quá cao, vì nếu mà càng cao thì cái độ rập ở trong tán rất là nhiều, nên chúng ta cứ cắt đọt bớt và những cái đọt mà nó vươn xa chúng ta cũng bấm đi, để cho cây nó kích thích, nó tức là nó ra chồi ở những cành dưới, đồng thời những cành dưới bắt đầu nó vươn rộng ra. Khi vươn rộng ra thì lúc này á, tới năm sau thì hoa nó nở rất là lớn và nhiều. Nếu mà lên cao thì nó xuôi đuột hết thì hoa rất là ít. Như thế này bà con nhìn nó, thì hết ngọn luôn. Những cành chim, cành bánh tẻ trong thì hết. Mình con nhìn, cành chim thì hết. Thì mỗi người có một kỹ thuật riêng, kỹ thuật này mình chia sẻ cho bà con xem. Thì mình tỉa hết những cành chim và những cành ngọn á, tỉa hết. Thì cái việc tỉa đi á, thì nó thông thoáng. Năm nay do thời tiết mưa nên cái lượng bông bơ bút nó đậu rất là ít, nên năm sau mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật mà hãm sao để cho bơ nó đậu và không bị rụng. Giá bơ bút thì giá thành nó rất là cao, nhưng mà cái việc trái lại là cái lượng hoa để cho cây bơ đậu rất là khó và kỹ thuật chăm cái bơ bút rất là khó đó. Bà con nhìn này, mình tỉa hết ngọn luôn, còn cành mình tỉa hết, mình không có để, mình tỉa hết luôn. Nếu là chim mình tỉa. Thì cái bơ bút này mới có 3 năm tuổi à, nhưng mà rất là tươi tốt. Mô hình ở vườn mình thì mình làm tổng hợp người bơ, sầu riêng, cà phê, tiêu. Nói chung vài bữa mình sẽ quay bà con xem những cái clip về cây bơ ghép, không phải bơ thường đó, nhưng mình tỉa hết ngọn luôn. Có những ngọn con tỉa, tỉa sẽ tức ra và nuôi những cái cành dưới. Thôi nói chung bà con vui lòng đăng ký kênh để mình quay những cái video tiếp theo. Thì về cái kỹ thuật nó cũng rất là đơn giản, bà con cứ nhìn mình tỉa là mình sẽ nắm ra được cái kỹ thuật thôi. Thì mình cũng dẫn sơ là bà con tỉa những cành chim, cành bánh tẻ và những cái ngọn ta cắt hết đi, để cho giúp cho cây bơ tức là nó ra trồi và ở trong thân luôn tạo cho cái độ thông thoáng cho cây bơ. Không nên để cây bơ quá rập, những cành chim không quan trọng ta cắt hết, càng thoáng cỡ nào thì cây bơ nó sẽ có sức nuôi đó. Thì những cái cành không quan trọng ta để thì cây bơ nó sẽ mất sức nuôi những cành đó, vì những cành nó không có một cái lợi gì hết cho cây bơ. Và việc thứ hai là những cái clip mà hướng dẫn bón phân thúc và bón lót mình cũng hướng dẫn cho bà con rồi. Thì cuối cùng đó là cái việc tỉa cành và cái việc tạo hoa và giữ hoa sao cho bơ nó đậu trên cây bơ bút. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, vài hôm nữa mình sẽ quay cho bà con cái cách mà tạo hoa nó đậu trên cây bơ bút. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.